Giáo sư Mundashev đã nghe nói tới những tấm gương thời gian từ trước khi tới Tây Tạng qua công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nga nổi tiếng Nikolai Kozyrev. Theo tác giả, thì thời gian là một loại năng lượng có thể kiểm soát được bằng những tấm gương đặc biệt. Xét từ góc độ phẫu thuật thực hành, thì điều đó có nghĩa là chúng có thể giúp làm quá trình phục hồi của mô diễn ra nhanh hơn nếu bắt thời gian trôi nhanh hơn. Bác sĩ Mundashev đã dựa trên công trình nghiên cứu của nhà khoa học Kozyrev và những gì được thấy tại thành phố của thần linh ở Tây Tạng để giải thích tại sao ông lại ghép mô theo mô hình tương tự với cấu tạo của những gương thời gian. Các bạn cứ hình dung điều kỳ lạ nhất ở Tây Tạng chính là công trình có chiều rộng 1,5 km và chiều cao 800 m. Áng chừng thôi, đó chính là công trình được gọi là tấm gương chính trong số các tấm gương thời gian, một công trình kỳ diệu. Cho dù có huy động được hết mọi trang thiết bị kỹ thuật của cả thế giới, thì cũng không thể nào xây dựng được một công trình nào như vậy. Bởi vì những tấm gương đó được tạo ra bằng một loại công nghệ khác, cổ xưa nhưng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Con đường dẫn đến thành phố của thần linh ở Tây Tạng cực kỳ gian khổ. Phải vượt qua hết những ngọn núi trơ trọi, lại đến những con đèo chênh vênh, chưa kể đàn chó rừng luôn rình rập cùng cảm giác bất ổn thường trực. Chúng tôi luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện gì đó không thể dự báo trước. Tôi không thể nói đó là sự sợ hãi. Thực sự, chúng tôi không cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ chúng tôi đến đó với thiện chí. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy có một điều gì đó mơ hồ đang chờ đón chúng tôi, y như khi đứng trước vực thẳm vậy. Khi đoàn thám hiểm nhìn thấy sườn núi Kailas, thì bỗng nhiên trong mây hiện ra một bức tượng hình người ngồi đọc sách. Khi còn ở Kathmandu, các vị Lạt Ma cũng đã kể rằng người đọc sách đó là người bảo vệ trí tuệ của vùng thánh địa Shambhala. Trên đùi của người đó là những tấm vàng lát mỏng, có khắc kiến thức bí mật. Nhìn thấy tượng người đọc sách là một điểm lành. Trên đường đi, đoàn thám hiểm cũng nhìn thấy những viên đá hình thù kỳ lạ với những dòng chữ hay hình vẽ bí hiểm và cả những vòng tròn lạ lùng trên mặt đất. Hay đó là lời cảnh báo? Có lẽ không nên vào trong thung lũng chăng? Cuối cùng thì các nhà khoa học cũng đã tới được những ngọn núi trông giống những tòa kim tự tháp do người dựng lên. Trước mắt họ mở ra một thung lũng, xung quanh là những bức tường đá bao bọc. Đó là những chiếc gương thời gian, gương của thần chết Yama. Tiêu điểm của tấm gương đó nằm tại thung lũng chết huyền thoại, nơi các nhà yoga vẫn tìm đến để tịch. Họ tới đó, ngồi xuống giữa hai tảng đá mà theo như người ta miêu tả thì trông giống như những con chó bốn mắt màu hung. Sau đó, họ nhanh chóng kết thúc cuộc sống của mình. Thời gian trôi nhanh hơn, và họ quan niệm rằng được chết trong thung lũng chết là một điều rất tốt, bởi tại đó linh hồn sẽ được siêu thoát. Trong truyền thuyết thì thung lũng chết là nơi gần với thánh địa Shambhala nhất mà con người có thể đặt chân tới. Có rất nhiều người đã đi tìm nơi này. Có cơ sở đáng tin cậy để cho rằng ngay từ những năm 20 đã có những tổ chức cố gắng lọt vào khu cấm địa này của Tây Tạng. Ngoài ra, còn có cả một tổ chức bí mật của Đệ Tam Đế Chế do chính Himle đỡ đầu cũng cử đến Tây Tạng những con át chủ bài của mình để do thám. Có một giả thuyết cho rằng các điệp viên của Đức Quốc xã đã mang đi khỏi đó một thứ gọi là chiếc tráp Tây Tạng. Trong đó có chép các kiến thức bí mật của người xưa, bao gồm cả bí mật về công nghệ gen, công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân. Có một vài sự trùng lặp kỳ lạ. Một nhân vật có vai vế tương đối thấp trong Đệ Tam Đế Chế đã bị tòa án quân sự Nuremberg xử tử hình. Cho đến nay, vẫn chưa có một tài liệu chính thống nào có thể khẳng định rằng đã có người tìm ra thánh địa Shambhala. Đa số mọi người đều cho rằng Shambhala là nơi sinh sống của các bậc thánh nhân.
Liệu có tồn tại một miền đất như vậy trên đời không? Liệu có hay không một thánh địa như vậy? Mơ ước chung của toàn nhân loại là tìm ra được miền đất nơi các bậc thần linh, các bậc thông thái vĩ đại sinh sống để họ che chở và giúp đỡ cho con người tránh được mọi tai ương. Các vị Lạt Ma đã cảnh báo rằng tại thung lũng chết, giữa các tấm gương khổng lồ bao quanh, con người sẽ phải đối diện với tòa án lương tâm của mình. Mỗi người đều phải cảm thấy khiếp sợ tòa án đó. Và có thể tới đó rồi thì sẽ không thể quay trở lại được nữa. Mặc dù ngoại lệ cũng không phải là không có. Vào giữa những năm 80, có một đoàn thám hiểm bị mất tích khi leo núi ở khu vực Tây Tạng. 4 ngày sau, người ta đã tìm thấy họ, song họ đã bị già đi vài chục tuổi. Những người này đã tới đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Có lẽ họ đã bị ảnh hưởng của những tấm gương thời gian. 4 người leo núi đó, như người ta kể lại, là những thanh niên 28 đến 30 tuổi. Sau đó một năm rưỡi, họ đều đã chết vì già. Tuy vậy, giáo sư Mundashev vẫn quyết định mạo hiểm và đi vào thung lũng chết. Mặc dù ông không thể khẳng định chuyện này có thực sự là một việc mạo hiểm hay không, những người không đồng tình với ông thì cho rằng thung lũng chết chẳng qua chỉ là điều bịa đặt. Thung lũng chết thực ra chỉ là một nghĩa địa đơn thuần, bất cứ ai muốn cũng có thể tới đó để nhìn tận mắt, sau đó vẫn có thể nguyên vẹn trở về. Giáo sư Mundashev cũng không hoàn toàn tin rằng thung lũng chết là một nơi thực sự chết chóc, và ông đã tự thuyết phục mình rằng tất cả những điều đó chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, khi ông tận mắt thấy những bộ xương người nằm trên mặt đất, thì bỗng nhiên ông cảm thấy mình bị một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Bỗng nhiên trong đầu ông hiện lên hình ảnh của toàn bộ cuộc đời đã qua và không làm thế nào để dừng được chuỗi ký ức đó lại. Và như sau này ông nhớ lại, lúc đó tòa án lương tâm của ông đã bắt đầu. Lúc đó tôi đã rất đau ở vùng bụng, đau đến nỗi tôi phải phát khóc lên, rồi phải nằm lăn ra đất. Đau lắm, đau không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người có thể phản ứng trước câu chuyện này theo một kiểu. Có người tin, có người lại cho đó chẳng qua chỉ là trò bịp bợm, hoặc là trò tự thôi miên. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là cảm giác đó của giáo sư Mundashev đã có ảnh hưởng mang tính quyết định tới quan niệm của ông về cuộc sống. Và có lẽ, chính sau đó, ông đã quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm vô cùng để ghép mắt cho Tamara Gorbachova. Để tái tạo mắt cho Tamara Gorbachova, bác sĩ Mundashev đã quyết định sử dụng võng mạc và giác mạc của người hiến mắt. Tất cả các phần còn lại, ông đã tự tạo ra từ chất alaplan trong quá trình phẫu thuật. Khi phẫu thuật cho Tamara Gorbachova, các bác sĩ đã lấy ra một số mô từ cặp mắt của người cho mắt. Một số mô khác đã được tạo ra từ chất alaplan. Như vậy là cặp mắt đó đã được lắp ráp từ nhiều phần. Tôi cảm thấy khó tin khi có người tuyên bố đã tạo ra được một cặp mắt mà lại là từ các mô những người khác nhau. Tôi cứ thấy như bác sĩ Frost trong tác phẩm văn học của Goethe vậy. Tôi cho rằng, ở một mức độ nào đó, đây là một loại hình đầu cơ khoa học. Tạo ra một con mắt mới từ những bộ phận khác nhau, giống như các kỹ sư lắp ráp một loại máy móc nào đó từ các linh kiện có sẵn, nghe cứ như trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Làm thế nào mà vị bác sĩ phẫu thuật lại làm được điều đó, nhờ vào kinh nghiệm chăng, hay ông đã sử dụng năng lượng của Shambhala? Theo lời của giáo sư Mundashev, thì ông đã tạo được con mắt cho bệnh nhân nhờ nhớ lại những tấm gương thời gian mà ông đã được thấy ở Tây Tạng. Gương thời gian là một trong những yếu tố cấu thành của học thuyết nhà vật lý Kuznetsov đưa ra. Theo đó, thời gian có thể trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn. Song quá trình đó diễn ra thế nào, có lẽ cho tới nay vẫn chưa có chứng cứ thực nghiệm cụ thể, và có vẻ như điều đó mâu thuẫn với những quan niệm vật lý của chúng ta. Tuy nhiên, trong lịch sử khoa học đã có những trường hợp các nhà giả kim học, trong khi cố gắng tìm cách nghiên cứu giả kim thuật để luyện đá thành vàng, đã phát hiện ra nhiều hợp chất và phản ứng hóa học có tính ứng dụng cao trong hóa học hiện đại. Ca phẫu thuật đã được thực hiện. Sau ca phẫu thuật đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Phải thú thật rằng tôi đã rất run.
Trợ lý của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Bà đã khám cho Tamara Gorbachova trước, sau đó đã đến an ủi tôi, nói rằng ông đừng lo, ông cứ khám thử cho cô ấy đi, mọi cái đều ổn cả. Tôi cảm giác rất lạ lùng. Tôi đã quen với bóng tối rồi, và bỗng nhiên lại cảm nhận được ánh sáng. Ban đầu tôi chưa hiểu ngay đó chính là ánh sáng đâu. Gần như ngay sau khi ca phẫu thuật, vào khoảng 3 giờ sáng, bác sĩ Mundashev đã tới chỗ tôi. Lúc đó tôi còn chưa hết thuốc mê. Có một luồng sáng nhẹ làm chói mắt tôi một chút. Mắt tôi đã không thấy được ánh sáng suốt 20 năm, vậy mà bỗng nhiên. Sau ca phẫu thuật, bệnh viện nơi bác sĩ Mundashev làm việc đã tổ chức hội nghị chuyên môn, mời các chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa từ Odessa, Moscow và Đức tới dự. Họ chỉ nhún vai tỏ ý không tin. Các bác sĩ tới từ thủ đô Moscow thậm chí đã bỏ về trước, không chờ đến hết hội thảo. Họ tuyên bố thay lời tạm biệt. Dù sao thì cặp mắt đó cũng sẽ không bao giờ sáng lại được. Chẳng qua đó là do Tamara Gorbachova tưởng tượng ra mà thôi. Tôi tham dự một diễn đàn khoa học và đã nghe bác sĩ Mundashev phát biểu về ca phẫu thuật này. Tại đó còn chiếu cả slideshow quay ca phẫu thuật đó. Slideshow đó cho thấy ca phẫu thuật thực sự đã được tiến hành. Thế nhưng điều gì diễn ra sau đó hiện vẫn còn là điều bí ẩn đối với tôi. Trước hết, làm thế nào mà nhân mắt tự nhiên lại hình thành được? Đồng tử cũng không rõ từ đâu xuất hiện, vì bác sĩ đã không tạo ra được đồng tử. Và các mạch máu lại đi vào hoạt động bình thường. Sau đó con mắt ghép tiếp tục hình thành như một con mắt bình thường. Cuối cùng là người phụ nữ đó bắt đầu phân biệt được màu sắc. Đó thực sự là một thành công vĩ đại, một trường hợp vô tiền khoáng hậu. Hiện nay Tamara Gorbachova đã có được thị giác khoảng 1-2% so với thị giác của người bình thường. Cô đã bắt đầu đọc được các chữ cái lớn. Đọc chậm thôi, nhưng vẫn là đọc. Màu bóc đô. Đúng rồi, đó là màu bóc đô. Các nhà khoa học tham gia chuyến thám hiểm Tây Tạng đó đều nói rằng sau chuyến đi, trong họ đã có điều gì đó thay đổi. Khi chúng tôi nhìn thấy những con người đó, những vị thiền sư, những người vẫn y phục màu vàng da cam đi thong thả trên đường, chỉ mang theo có mỗi một cái song để tự nấu ăn. Khi chúng tôi nhìn mắt họ, chúng tôi đã hiểu ra rằng họ là những người hạnh phúc bởi vì họ có thể hòa làm một với thế giới xung quanh. Các thành viên của đoàn thám hiểm đều có những quan niệm mới về cuộc sống. Họ cảm nhận được rằng bên cạnh những mặt thấy được, những mặt có thể lý giải được, còn có thể có những mặt chưa lý giải được. Và rất có thể chính những mặt chưa lý giải được kia lại trả lời được cho ta câu hỏi muôn thuở. Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta có những khả năng như thế nào? Và chúng ta sống trên đời này để làm gì?